Rồi ok, hello anh em. Chào mấy anh em đến với trực tiếp game chiều ngày thứ hai đầu tuần. Rất sorry anh em vì là vừa mới thứ hai đầu tuần đang phơi phới niềm vui, nhưng mà anh em đã phải nghe cái giọng coi như là vịt đực của tôi. Sorry anh em. Bây giờ là cái giọng của tôi nó còn khá rồi đấy. Chứ còn cái tầm sáng nay ý, trưa nay ý, tôi còn thều thào cơ. Nói còn đéo ra được cả tiếng cơ. Tôi thì từ hôm qua là đã sốt rồi. Hôm qua là đã sốt cao rồi, xong tôi mỗi lần tôi bị viêm amidan nó sốt rất là cao. Hôm qua là đã sốt cao rồi còn còn đi làm mấy việc nữa, thành ra là đến sáng ngày hôm nay là mất giọng. Nằm từ sáng đến giờ ly bì nằm ấy. Nhưng mà nằm nhiều quá đầu nó cũng đau. Đấy. Nằm nhiều quá đầu nó cũng đau, thành ra là bảo thôi. Coi như là dậy làm tí game nhẹ nhàng với anh em cho nó vui, chứ có nằm mãi thì nó cũng đau người. Thật với anh em mà như thế. Tôi vừa mới làm viên hạ sốt rồi, anh em thể yên tâm. Bây giờ là về tình trạng sức khỏe là người rất mát nhé. Người rất là mát. Chỉ có mỗi tội là giọng nó hơi vịt đực tí thôi. Nó bị amidan mà, nó hơi tí thôi. Anh em cho xin tí energy cho lên tinh thần streamer cái. Như tôi thề với anh em luôn là cả nước Việt Nam này chả có thằng streamer đéo nào đang sốt, vừa hạ sốt xong lại còn coi như là đang viêm họng, đau họng vãi cả đái ra, đầu thì đang ung thủ lên lại ngồi chơi game với anh em đâu. Đấy. Cho xin tí energy, cổ vũ tinh thần. Mỗi người cứ 10 energy nhá. Sorry anh em vì hôm nay tôi không nói to được. Họng nó đang bị gọi là gì nhỉ? Trương cứng, căng cứng. Cái chỗ cần căng cứng thì nó lại đéo căng cứng. Cái chỗ mà không cần căng cứng thì nó lại cứ căng cứng. Thế nó mới khổ. Hôm nay chơi một cái trò gì đó nhẹ nhàng thôi. Tôi cũng tìm ở trong cái đống game của tôi hiện tại, xem có con game nào mà nó nhẹ nhàng và chơi với anh em cho nó vui. Thì thấy là có con trước tôi chơi con Identity 5 này. Identity 5 thì hôm nay lại vào chơi tiếp với anh em cho vui. Cho này chơi nó khá nhẹ nhàng thôi, một tựa game di động. Nhưng mà tôi đang chơi giả lập trên PC anh em nhá. Cái con Identity 5 này thì nó, nếu mà anh em nào mà bây giờ mà lần trước tôi chưa xem tôi chơi ấy, thì nó là một con game mà với cái lối chơi nó tương đồng với con Dead by Daylight ở trên PC ấy. Chắc là trước giờ anh em cũng đã từng xem con Dead by Daylight rồi. Thì con này nó cũng như vậy, nhưng mà thay vì là nó ở trên PC, nó trên mobile dễ dàng chơi hơn. Anh em có thể tải nó trên cả iOS, Android, thậm chí bây giờ theo tôi biết nó có cả phiên bản PC cơ. Nó có cả phiên bản PC. Cái đường link để mà tải cái phiên bản PC thì tôi không nhớ cái đường link là gì, nhưng mà cái link mà tải phiên bản PC thì tôi sẽ vứt tí nữa livestream xong tôi upload lên trên YouTube, thì tôi sẽ để cái đường link đấy ở dưới cái phần description nhá. Đấy, với lại cái đường link download kể cả phiên bản mobile với anh em là chưa có, tôi sẽ để hết dưới phần description. Thì anh em tải bản PC nó rất là nhẹ thôi, máy nào cũng chơi được. Thôi tôi phải nói thật với anh em như này là tối nay tôi không biết là tôi có livestream được không đâu. Cho nên là anh em nào mà có đang trông đợi là tối nay mà tôi live stream thế này kia, tôi không dám hứa trước. Đấy, tôi đang phải rất là thật lòng với anh em mà như thế, bởi vì cái cơn sốt của tôi nó lúc thì nó lên, có lúc thì nó xuống. Nếu mà nó đang ở trong quá trình xuống ấy thì có thể cố gắng để mà lết ra để mà gì được. Nhưng mà cái vấn đề là có thể cố gắng thật, nhưng mà hôm sau mẹ lại bệt thêm mẹ 3-4 hôm nữa, mà sắp Tết đến nơi rồi. Thành ra là tôi không dám hứa với anh em, đây đang nói sự thật thật lòng luôn đấy. Là không dám hứa với anh em mà tối nay có thể livestream được. Sẽ cố gắng hết sức thôi. Cố quá là quá cố lại nghỉ mẹ đến tận Tết luôn đấy. Nhạc to quá à. Ở đây tôi cho nhạc nó bé xuống, anh em lại đang bảo là nhạc nó hơi to. Đây tôi cho nhạc nó bé xuống. Rồi vào thôi. Lâu lắm không chơi trò này, không biết là anh em còn nhớ tôi không. Khổ. Tôi thấy bảo là con game này nó có nhiều cái tính năng mới.
Tôi thấy bảo là con game này là có nhiều tính năng mới lắm đông đây. Vừa bảo là có anh em rủ vào team bắn chơi rồi này. Vãi cả trưởng nhanh thế. Andy Z. Anh em nào đây? Chứng tỏ nhiều anh em cũng vẫn đang chơi trò này nhỉ. Vừa vào chưa kịp làm gì anh em đã mời rồi. Là sao? Andy Z này. Ô. Sao mới có hai người mà hai người thôi à? Rồi tôi sẽ cùng với bạn Andy Z. Không biết anh em Andy Z là anh em nào. Bọn tôi sẽ chơi cùng hai thằng Trung Quốc thì phải. Chơi cùng hai thanh niên Trung Quốc. Andy Z. Đấy dạ. Tôi nghe nói là trò này nó đang có mấy cái tính năng gì mới mà tôi đợt trước tôi chưa kịp chơi cái gì nhỉ? Con lắc với cả skin là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Thế nào? Đã tưởng là vào trận xếp trận rồi cơ mà. Sao lại vẫn đứng ở đây? Trận vừa rồi bị hủy à? Nó có cái tính năng gì con lắc với cả skin gì chả biết. À do tôi không ready à? Lâu quá không chơi, sorry bạn Andy Z nhá. Sorry bạn Andy Z, khổ. Nào có biết đâu. Sorry. Ấn vào đâu để ready đấy? Ấn vào đâu để ready? Bây giờ tôi quit team rồi đã. Xem nó như thế nào đã. Đây. Bây giờ muốn đấu trận là vào đây nhở? Từ từ để tôi vào đây làm tí đã. Đây đúng không? Côn ợp giờ Abit là cái mẹ gì? Đây là gì? Hai thao ư? Chắc là tính năng ở start game phát ạ. Season 4 ấy giờ. Game bây giờ đã season 4 rồi cơ đấy. Kinh. À, sang season mới là mình cũng bị reset rank đúng không? Rồi sang season mới là bị reset rank. Được rồi. Sợ cái gì? Nào, làm một trận quick có mẹ bách đi. Survival phát xem nào. Lâu lắm không chơi rồi. Invite. Nào, có anh em nào đang ở trong này để có thể invite được. Đây này, có mấy anh em khá là kinh rồi này. Reserve. Mời toàn anh em giỏi của Việt Nam vào chơi cho sướng. Giọng hơi BD anh em thông cảm. Giọng tôi bình thường đã BD. Rip mẹ. Đây rồi. Ready rồi. Senna Chris. Vào rồi anh em ạ. Lúc nào chả đồng đoàn nhỉ? Lần trước tôi nhớ là hình như lần trước là tôi chơi là tôi còn vượt kim cương đoàn rồi đấy. Chơi game tí cho nó đỡ căng thẳng anh em ạ. Không có nằm từ sáng giờ tôi mệt. Nằm từ sáng giờ đau đầu quá. Gì đấy? Mẹ sắt nhà đây gần rồi. Tôi chết tôi rồi. Bỏ mẹ tôi. Tôi xong tôi rồi. Sao lại chặn? Mẹ lại sợ chặn hướng của mình bao giờ không? Mẹ đến thằng kia nó đéo ngờ là tôi lại chơi ngu thế. Làm đéo tao. Đuổi mẹ mày đi. Làm đéo tao. Làm đéo nhau.
Ồ. Làm sao? Ồ. Làm sao? Rồi thằng này kìa, bắt nó đi, bắt nó đi anh ơi, bắt nó đi. Bắt nó đi anh ơi, sao cứ bắt em thế? Mẹ đéo giờ thằng kia nó có thù oán gì với tôi. May quá. May quá. Quá tự nhiên có thằng. Ngon ngay. Anh em thấy chơi giỏi không? Cái gì? Anh chơi với máy á? Máy nào? Đang chơi với người nghe bảo chơi với máy. Máy là máy như nào? Người đàng hoàng, có tên, có tuổi đàng hoàng. Anh em lại vừa va vừa vẩn nhỉ. Để tôi sửa máy đã nhá. Lâu không chơi quên mẹ mất sửa máy như nào. À, ấn vào đây, ấn vào đây, ấn vào đây. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Sao anh em biết là nhìn là biết máy? Ta chơi hay bảo. Mà cái tầm này thật là anh em, máy hay người kệ mẹ. Tôi đang ốm như này, chơi với máy nó ngang lại chơi với người mẹ rồi. Thế đéo là đồng đội bị bắt hết rồi kìa. Khổ. Đéo là tôi thấy đồng đội mình xem ở đâu nhở? Xem tình hình đồng đội đâu anh em? À kia là có tên 4 người kia đúng không? À chưa ai bị làm sao? Chưa ai bị làm sao? Chưa ai bị làm sao? Nhầm, tất cả còn sống. Tất cả vẫn còn sống. Nhầm. Rồi. À ngon luôn. Thế này thắng mẹ luôn gì? Ôi giời. Rồi cái này thằng kia nó sửa xong rồi. Nào. Nào. Hay lắm. Cửa mở rồi. Thắng rồi. Đừng có bắt tao nhá. Kìa kìa, có con đựa đang đi bắt người kìa. Rồi. Đứng đợi thôi. Vào xúc miệng ván thắng cái cho nhanh nhỉ. Thỉnh thoảng game nó hơi bị lỗi thì vì tôi chơi bằng giả lập anh em ạ. Tôi đang chơi bằng giả lập ấy, thỉnh thoảng là game nó bị lỗi đồ họa tí, anh em thông cảm nhá. Thế là xong. Quá ngon luôn. Escape. Nào bây giờ có anh em Việt Nam nào mời tôi vào chơi, có anh em lại bảo là không phải là người nào. Bây giờ anh em nào mà bảo đấy giờ tôi chơi với máy, anh em vào làm trận mời tôi trận xem nào. Cái bạn gì cũng đấy, xem bạn bè tình hình nào nào. John Team Friend Club. À đây. Bạn Andy Z bạn lại mời đây, khổ. Vào xem thanh niên Andy Z này như nào. À có nhiều anh em Việt Nam ở dưới chat phết kìa. SD. Đây nhá. Người nhá, chắc chắn là người nhá. Để đi luôn. Ôi ôi khiếp. Cái này đúng là người rồi anh em bạn, tại vì là skin skiết nhìn khác biệt lắm.
Trông cái đứa gì mà người Hàn Quốc kìa. Trông mẹ bộ đồ của nó nhìn sừng xiếc các thứ, trông như cô dâu Ấn Độ ấy. À đây, chào anh Dũng đây, làm nào để chat với bạn ý ấy rồi anh em ơi. Ủa anh em ADZ, làm nào để chat. Chat ở đâu anh em ơi? À đây, chat đây. Đây. Chào em. Em là gái hay trai? Khổ. Kìa đấy đi kìa. Ôi dồi, trai anh ơi mới đau tôi. À có mic à? Trai mới đau tôi khổ. Cứ tưởng là gái ra trai. Thế sao bây giờ lại không thấy game tặng tí energy nào nhỉ? Đã bảo là mỗi người 10 energy cơ mà nhỉ. Nhanh cũng hết sức đến nơi rồi, gục ở đây không livestream. Ơ? À, sao mấy cái đã sửa xong mẹ rồi? What? À đây. Ấy da. Ngon đấy. Xinh lắm nhỉ. Cái gì đấy? Sao đấy? Sao mày lại quy âm gì đấy? Hả? Con này bị làm sao vậy? Quy âm gì bạn ơi? Giờ hơi à? Sửa đi quy béo. Thôi, tôi cứ nấp ở đây thôi. Đâu đây phải ăn đi đâu? Đây là em gì người Hàn Quốc ấy. Ôi giời ơi. Khổ. Em này em đi đánh giấm hay sao mà đứng sau ho hen kinh thế? Tưởng pro thế nào, sửa cái máy không đến hồn. Ô thằng nhân vật trong game nó cũng à. Anh em ơi, con game này có tính năng là nó cảm nhận được là người chơi như thế nào. Nếu như người chơi đang bị ốm, thằng nhân vật nó cũng sẽ ốm theo. À, hay quá nhở. Bạn ơi, sửa nhanh bạn ơi. Lầu vê lùng. Đấy, tôi động tay vào. Cứ đi theo thôi anh em ạ. Cứ đi theo người trình độ giỏi thôi, không có phải. À kìa, có một thanh niên bị bắt rồi kìa. Mẹ bảo sao nãy giờ, bảo sao nãy giờ đéo thấy thằng sát nhân đi đuổi. Hóa ra bắt mẹ một thanh niên rồi. Làm trò gì đấy? Ô, nó đi đâu ấy? Vai lịt. Nếu mẹ tốc biến à? Hoặc là giúp bạn ấy một tay, không cần thì lại bảo không giúp. Ờ, cái này mà muốn giải quyết nhanh là mình phải nhặt mấy cái đồ phụ cầm theo thì unlock máy nó mới nhanh đúng không? Đúng rồi. Tam tôi chơi giỏi lắm. À, nhân vật của tôi có skill chiếu đen là mắt sát nhân à? Ờ, tôi nhìn thấy cái skill ấy rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Cái góc bên trên kia đúng không? Đúng là đôi trai tài gái sắc. Hai thanh niên bị bắt mẹ hết rồi kìa. Rồi, ngon chưa? Mẹ con kia nó cứ tốc biến đến đâu nhỉ? Một thanh niên đã nằm. Chỉ còn lại tôi với gái xinh. Em ơi đi đâu đây?
Ờ đúng rồi đây. Nào, chỉ còn lại tôi với gái xinh. Nhanh. Xôi ôi, hay lắm. Gái xinh đâu rồi? Em ơi, đợi anh em ơi. Con này nó không có chất voi ở trong này nhở? Đợi anh em ơi, đi đâu? Thằng kia nó canh người ạ. À. Nó quyết tâm nó không di chuyển. Quyết tâm nó không di chuyển. Canh người. Bẩn thật. Trời đéo ai trời thế mẹ trời mẹ. Ờ, mày ra đây. Nó chết rồi, thấy cái chết mẹ rồi. Nó ra rồi. Nó chết rồi, nó đuổi em Hàn Quốc rồi. À, đây chính là, à đây chính là ADZ à? À tôi nhầm, ờ nhở. Em Hàn Quốc chết mẹ rồi, tôi nhầm. Khổ. Em Hàn Quốc chết rồi, hóa ra là anh em, à đúng. Đây là ADZ. Đâu rồi, nó bắt ADZ đâu rồi? Kìa rồi. Yên tâm, anh sẽ ra cứu em. Ôi. Nào. Đéo hiểu lại còn lỗi mẹ đồ hoa mới nhục. Nào, đéo chưa bẩn nhá. Đéo ai chơi canh nhá, bẩn nhá. Rồi, cứu được anh em Việt Nam rồi. Ờ, làm đéo gì nhau. Làm đéo gì nhau. Nó lại bắt được anh, nó lại bắt anh em Andy rồi. Con mẹ con chó nhá. Nó nhìn thấy tôi rồi. Thuần loẹt rồi, thuần loẹt. Bắt tao quá. Mày nhầm rồi con ạ. This. This. Ờ quên mất cái đèn pin nhở. Mày làm sao? Bắt tao á? Đừng có hòng con ạ. Bắt tao á? Đừng có hòng. Mẹ lại còn bị kẹt ở đây mới nhục chứ. Ây à, mày đau quá. Mày làm sao? Đến. Tôi đã rất cố gắng. Trời thế là giỏi rồi. Các anh em Việt Nam đâu cả rồi? Vào gánh tôi chặn xem nào. Tôi nhớ trước tôi chơi là có mấy anh em ở đây siêu trộm rồi. Tôi nhớ anh em siêu trộm về rồi. Anh em này như là pro lắm đấy. Anh em này tôi nhớ, nếu mà tôi nhớ không nhầm là còn mẹ còn chạy thẳng vào chỗ địch để bắt người mẹ luôn. Sao mình lại sang bên này chơi thì đéo đâu được. Sao lại thế này? Sao hai người lại ở hai team khác nhau chơi đéo được? Anh em đừng vớ vẩn, chơi bẩn, không chơi nhá. Chơi level 100 vào rủ cái thằng mẹ level mẹ mới chơi vào để bắt nạt. Gì có chuyện. Anh em ơi, cái tính năng con lắc con lủng đó ở đâu nhỉ?
Làm nào, tôi sang bên này được anh em ơi. Làm nào, tôi sang bên kia được. Làm nào, tôi đang từ bên này tôi chuyển sang bên này được. Tôi cũng bất phải làm thằng sát nhân thế này. Khổ thân tôi. Sao tôi toàn bị làm sát nhân vậy? Phải mời thêm người à? À thế à? Thảo Vi này. Đây, mời loạn lên luôn. À đấy, có anh em vào rồi kìa. Thảo Vi vào rồi kìa. Andy Z vào rồi kìa. Rồi. Mẹ toàn level 100 ạ. Toàn level 100. Andy sang đây nhá. Andy sang bên kia đấy. Đừng có vớ vẩn. Bắt tôi làm mẹ sát nhân à? Chơi bẩn thế. Đấy. Thôi, đừng có vớ vẩn để tôi làm sát nhân cho. Anh em đi sang bên này đây. Đừng để tôi điên lên. À đi sao đấy? Tôi làm sát nhân cho. Mấy giờ phải ngại mấy cái thằng nào? Mấy giờ mà phải sợ? Xem sát nhân Dũng CT đây này. Sát nhân level 13 chơi với mẹ level 100. Red đi luôn. Chơi phải chơi loại. Đây sẽ là một trận đấu mẹ càn quét anh em hiểu không? Làm nào để chat nhỉ? À đây. Chào các em. Ơ? Sát nhân đéo chào được này. Tổ sư. Sát nhân đéo chào được anh em ạ. Khốn nạn. Đừng giết em. Úi giời ơi Thảo Vi đừng giết em. Hunter không chat được. Hunter không chat được với lại ấy, người thường. Anh làm sát nhân là bị hầm rồi á? Hầm thì tôi lại xin anh em, đéo gì. Mãi không bắt được anh em thì tôi... Thì tôi... tôi xin anh em làm gì? Đây, tôi bảo các anh em Việt Nam nhá. Anh em Việt Nam ơi, anh em ra đây tập trung với tôi, chúng ta đừng múa điệu đây. Việt Nam Pochin Ski. Ra đây anh em mình đừng múa một điệu đây. Anh em ơi, anh em Việt Nam ra đây múa một điệu với tôi đây. Tôi xác nhận tôi được ghi một chỗ này. Ra đây mình múa một bài nào. Đâu rồi? Bạn Việt Nam đâu rồi? Chỗ nào coi như sáng sủa tí, ra đây anh em mình múa một điệu với nhau. Cái xem nào làm gì mà. Đây rồi, có bạn đây rồi, chào hỏi đây rồi. Xin chào. Hello. How are you? Nhảy đói. Rồi, kết thúc nhạc hội đây nhá. Kết thúc nhạc hội. Kết thúc nhạc hội đây. Ai cho có như là hả? Đây là chỗ này nhảy à? Kết thúc nhạc hội đây nhá. Đừng có vớ vẩn. Nhảy nhót thế thôi à? Thế đéo lại còn nằm đây. Nằm mình chịu người à? Ôi ôi sao cứu nhanh thế. À, ra đấy. Ra đấy. Cú lừa ngay. Cú con nhà bà lừa ngay. Cái gì kìa? Ờ, ra đây. Giỏi, ra đây. Giỏi, ra đây. Ôi kìa. Mẹ nó kín được rồi kìa.
Vãi cứt ạ. Mẹ trong vòng 2 phút ạ. Anh kiệt đủ vớ vẩn. Đúng yên anh. Đúng yên cho tôi. Vá vận. Cứu. À, bóng bay rồi. Thả bóng bay đi chơi anh em ơi. Giời ơi. Mấy khi chó vào đây các anh em Việt Nam khỏe lắm. Thôi đứng đây thôi. Đứng im ở đây nha. Đứng im ở đây nhá. Ôi ôi. Cái gì đấy? Chạy đi đâu? Vớ vẩn không? Ây à. Làm sao? Làm sao? Ồ. Canh me ở đây làm sao? Ồ. Ồ. Nào. Này thì dám vào đây bù lá. Đi chỗ khác. Bấm vào lửa à? Bấm vào lửa được cái gì? Ôi cái gì đấy? À, hay quá. Bấm vào lửa là hóa thân thành một thằng mẹ đi rồi đúng không anh em? À. Bấm vào lửa là phân thân. Thank you anh em. Bấm vào lửa là phân thân. Rồi. Ơ cái thằng kia đâu rồi? Vãi lìn ở đâu anh em ơi? Ơ trốn đâu rồi? Vãi cứt ra. Ôi. À kéo thả lửa vào skill con rối à? À skill trốn thoát à? Vãi cả cứt. Ôi lại ra đây nhảy anh em ơi. Đây tôi tiêm đống lửa anh em Việt Nam. Nào ra đây nhảy nào. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn. Con tim nhói đau tê rê tê. Tê rê tê rê tê rê tê. Tê rê tê rê. Ngồi đấy á. Hả? Ngồi đấy ạ. Lắm lếu ạ. Chạy đâu? Kéo thả lửa vào đâu anh em? Kéo thả lửa vào hai con rối á. Tôi sao tôi không kéo thả được? Nhấn giữ à? Nhấn giữ cũng đéo được. Thực sự tôi đéo hiểu luôn ý. Mấy con rối nó có tác dụng gì anh em? Ném mấy con đấy ra. Ném rồi. Tôi đéo hiểu. Tự nhiên anh em bảo là giữ vào cái lửa này kéo sang kia mà có kéo đéo đâu. Đây là cái gì? Graffiti. À vẽ 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 vẽ. 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 Tôi không kéo được lửa, không biết là vì sao ấy. Đây này. Không cho tôi kéo đi. À lừa bọn kia. À. Ném tuyết à? Ném tuyết không? Ném tuyết không? Đẹp tuyệt không? À nhấn giữ 2-3 giây à? À rồi. Rồi rồi tôi hiểu rồi đây. À. Sẽ có cái mặt thằng hề đâu mò ra cười mình này. Vãi lìn. What the fuck. Mấy ông này làm trò gì đây?
làm cho gì đấy hả? Rồi tôi ném vào hai cái này rồi, xong rồi thảo ra được anh em. Ấy rồi à, láo à, rồi xôi, tôi gọi đệ ra rồi. Ôi rồi anh em, mẹ đệ rồi. Đệ. Ủa nó còn đánh cả đệ tôi này. Đéo hiểu mẹ. Đệ đéo yếu vậy. Đập chết cho anh. Hóa ra bây giờ biết là kéo lửa vào là nó sẽ gọi đệ ra. À. Anh chơi thử Mortal Kombat 11 đi anh. Game ra đéo đâu mà chơi game. Ôi giời khiếp, anh em nghe thấy bên ngoài nhạc hay không? Gần nhà tôi đang có quả bài hát hơi bị hao. Đệ mình làm sao đây? Khốn nạn. Khốn khổ khốn nạn. Anh em thích vớ vẩn à? Ôi dối làm sao đấy? Thôi anh em chạy được thì anh em chạy đi. Khổ. Sát nhân dỗi rồi. Sát nhân đéo chơi nữa. Sát nhân ra cửa, sát nhân đứng. Dỗi rồi. Trường sơn lãng gió. À mày tai nghe để nghe được chúng nó đang ở đâu đúng không? À tai nghe để nghe chúng nó đang ở đâu. Rồi tôi hiểu rồi, nhưng mà nói thật với anh em chứ bây giờ nghe thì đeo được. Chúng nó toàn toàn level 100 hay chơi cái gì. Thôi tôi đứng ở đây chơi nữa đây anh em. Anh thích anh em đi, và anh em gì thì tôi đi ra tôi sửa cây cho anh em này. Đây, đi ra tôi sửa cây cho anh em luôn. Cho anh em đi ra cho nó nhanh. Đây. Nào đứng đây sửa cây. Đúng rồi. Cố lên anh em, sửa nhanh lên. Đúng rồi. Hay lắm. Quá hay luôn. Đấy. Sửa cố lên. Đúng rồi. Tập trung sửa máy này. Thỉnh thoảng sát nhân nó hơi điên điên tí anh em thông cảm nhá. Không phải lỗi tôi đâu. Ồ, 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 ồ. Láo à. Ôi nó ném cái gì vào tôi đấy? Vãi trưởng, tôi bị ném cái gì? Ném cái gì đấy? Ném cái gì? 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 Hả? Vào đây. Ok. Thế đéo nào lại skill gì đấy? Skill gì đấy?
anh em level cao. Ô kìa. Ô. Thế là thế nào? Thế là thế nào? Thế là thế nào? Thế là thế nào? Đéo hiểu gì cả. Thế là thế nào? Sao không cài được nó vào? Rồi. Ôi dồi ôi. À, tôi hiểu rồi, ta chúng ta có thể biến đổi vào vị trí của cái con này được. Ví dụ ta đang đuổi, chúng ta có thể về chỗ này chúng ta gì được. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Thôi. Này con chơi bời gì. Mình có thể di chuyển vị trí đến chỗ của hai đứa khác được. Anh em ơi, đứng đây mà sửa máy tôi có làm cái gì đâu phải chạy. Bạn gì ơi, ra đây mà sửa máy này. Đi ra đây. Đúng rồi, đứng đây bảo kê cho sửa máy. Ơ kìa. Cứ vừa sửa vừa chạy kìa. Sợ. Khổ. Sửa máy đi, quay mặt chỗ khác cho sửa nhá. Được chưa, gấp có xấu hổ. Ngoảnh hẳn mặt đi cho mà sửa rồi đấy. Xấu hổ. Lớn đúng lớn tướng rồi còn sợ người ta nhìn. Ai thèm nhìn. Đấy các bạn đầu ra giúp nhau đấy. Tốt. Tinh thần người Việt giúp nhau thế là rất tốt. Nào, chúng ta tiễn đưa các bạn đi ra thôi. Đi ra đây các bạn ơi. Cửa đây rồi. Nào tiện các bạn ra cửa. Tổ sư. Thầy với anh em luôn đấy. Đây nào. Mở cửa cho các bạn đây. Đó. Yên tâm được đây, bảo kê rồi, yên tâm đây. Cú lừa thôi. Úi dồi. Ơ. Chết mẹ, biến mẹ về chỗ thằng kia rồi. Hai em ơi, đánh chúng nó đi. Sao lại đứng đực mặt ra cửa thế. Đánh nó đi. Thôi tôi ra trước anh em nhá. Tôi ra trước đây. Đấy, anh em làm gì đây, anh em làm tôi ra đây. Chữa bệnh cho ai. Chữa bệnh cho ai. Chữa bệnh cho ai. Chữa bệnh cho ai. Ồ ồ ồ. Ồ ồ ồ ồ ồ. Chữa bệnh cho ai. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Anh em thấy tôi chơi giỏi không? Level 13 thắng level 100 rồi, chỗ đấy đấy anh em ạ. Nhẫn nhục đến giai đoạn sau cùng, anh em hiểu không? Đấy người ta gọi là nhẫn nhục. Có mạng ngay. Phát lại đấy Dũng CT, không chơi ngu thế đâu. Không tôi thì vẫn ngu xưa. Làm nào để mình xa được bên kia nhỉ? Chả biết làm nào tôi xa được bên người. Chơi với anh em Việt Nam toàn phải làm sát nhân chán lắm. Bây giờ làm nào rủ được một thằng nước ngoài vào anh em nhỉ? Bây giờ làm nào để rủ được một thằng nước ngoài vào. Xong rồi cho nó sang bên sát nhân được nhỉ? Để tôi thử tạo custom xem.
À cái này là tính năng xem skin đây đúng không? Ấy da. À muốn thay được skin thì mình phải làm nhiệm vụ anh em ạ. Thì mới thay được skin. Cái tính năng xúc sắc ở đâu nhỉ? À đây rồi, xúc sắc đây rồi. Tính năng xúc sắc đây đúng không anh em? Có phải đây là xúc sắc không? Custom game ở đâu nhỉ? Custom mode. Đấy, đây này. Đấy. Từ từ, bạn này đợi đã. Tommy Thảo Vi này. Siêu trộm này. Từ tìm anh em nào level. Từ anh em nào level thấp thôi. Cho làm sát nhân level thấp thôi. Trần Hạ An à. Đấy, giả gái. Trần Hạ An. Rồi ôi. Pen Lubu. Nỗi đau đây rồi. Rồi đấy. Ôi Vi ơi, sao em lại sang bên đấy Vi ơi. Rồi khổ. Có mỗi Vi là gái thì Vi lại sang bên kia. Có đau tôi không? Xem có cái map nào mới mới tí chơi cho fun nào. Hospital Lake Village. Ờ Lake Village. Được đấy. Alo, có ai nghe thấy tôi nói gì không? À, bấm đây. Alo, có ai nghe thấy tôi nói gì không? Thế đéo là nó lại ra tiếng Trung Quốc ấy kìa. Vãi cứt. Game tự động ra tiếng Trung Quốc ạ. Game bố đời phết. À nghe anh rồi kìa. À, anh em Việt Nam nghe thấy rồi kìa. Thôi anh em ạ, khi chơi nốt ván này thôi anh em nhá. Tôi mệt quá rồi. Mẹ thuốc hạ sốt nó lại hết tác dụng mẹ rồi. Khổ. Tí nữa lại. Để tôi làm viên khác đã. Xong rồi. Xem tình hình thế nào cho. Mắt nó lại nóng mẽ lên rồi. Hóa hết cả mắt rồi. Mệt vãi đái. Chơi một tí đầu óc nó cũng đỡ. Đầu ấy nó đỡ nặng hơn so với lại cái lúc anh nằm từ đêm qua đến giờ. Nhưng mà nó sốt thành ra là mắt nó nóng ấy. Thành ra là nó thành ra là rất khó nhìn. Ảnh hưởng đến trình độ chơi. Không ngon nghẻ được như mọi khuy. Tối thì tôi nói với anh em rồi đấy. Tối tôi không dám hứa trước với anh em là có thể livestream được. Bởi vì là thường là bao giờ anh em sốt anh em cũng biết là ui dồi anh em kia chỉnh yếu thế. Mẹ quá là gà luôn. Mang tiếng level cao. Mẹ gặp cái thằng tôi level thấp. Tôi còn có thể gì được. Ôi siêu trộm bị bắt rồi kìa. Từ siêu trộm bình tĩnh nhá. Để tôi xong cái máy rồi tôi cứu.
đêm đến là bao giờ, tối đến bao giờ nhiệt độ nó cũng bị lên cao. Ai mà sốt là thường tối đến nó sẽ sốt cao. Đâu rồi anh em sao trộm đâu rồi? Trộm ơi. À đây sát nhân đây, tôi đến tôi chào sát nhân cái. À siêu trộm được cứu rồi. Để tôi ra tôi chào bạn này cái đã. Ha? Sát nhân bắt người xăm còn để đấy tôi cứu kinh. Cảm ơn anh em nhá. Ôi giời ơi. Nào đi theo sát nhân xem nào. Tôi là vai bình vôi. Ôi giời ơi. Mẹ. Cứ tưởng là coi như là định một lần chơi lớn để xem anh em có trầm trồ ra sát nhân phát cho. Khổ. Thôi đi ra đi, giải máy thôi. Kéo con nói nhiều. Ơ làm sao đây? Đi. Đang chơi lại còn bị out game. Thôi anh em ạ, có khi là game nó muốn tôi nghỉ rồi. Chắc là game nó đã muốn tôi nghỉ rồi. À đâu có tiếng Việt à? Đâu xem, game có tiếng Việt này. Game có tiếng Việt rồi này. Rồi. Tôi phải đi nằm tí đây anh em ạ, chắc là nhạc cái bật nhạc vừa thôi. Bật nhạc bật lắm mẹ đã đau đầu thì chớ anh em bực mình mẹ đã sốt thì chớ nhà thằng xóm của bật nhạc mẹ đéo thì hiểu nó bị điên mẹ rồi. Mẹ do à, bật đủ nghe thì bật mẹ con thằng điên mẹ tao đang đau đầu. Thôi anh em nhá. Tôi bây giờ mà tôi nói tôi đau họng. Thôi. Tối nay tôi nói lại với anh em mà tối nay là tôi không dám hứa với anh em mà tối nay có thể livestream được. Thôi thì cố gắng tĩnh dưỡng cho nó hết bệnh. Không có rồi, đến hết tuần này cũng đéo, nó cứ dai dẳng như này, hết tuần này không xong đâu. Rồi, rất cảm ơn anh em. Trước khi tôi nghỉ anh em cho xin tí energy cho nó khích lệ tinh thần cái xem nào. Khổ. Mỗi người cứ 10 energy nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you White Game. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi hẹn lại anh em trong buổi livestream sau. Bye bye. See you again. Tôi sẽ cố gắng khỏi bệnh sớm để lại phục vụ anh em. Vẫn còn rất nhiều map Garry Mode đang đợi Vũ. Cố gắng bình phục sớm để còn gọi Vũ vào. Khổ. Nó được mà mấy ngày hôm nay nó được thảnh thơi, nó không phải lo sợ Garry Mode rồi. Rồi, bye bye, see you again.